Chú Lý xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với phần đặc góp mặt rất là đặc biệt của Julie Măng Châu Diệp, thành lập người đã thành lập ra hội OC Autism Foundation, là một hội thiện nguyện bất vụ lợi, và tất cả những dịch vụ mà quý vị tìm đến nơi đây đều hoàn toàn miễn phí. Và vì thế cho nên những quý vị nào có con em với chứng bệnh tự kỷ hoặc là Down syndrome, hoặc là những người bệnh nhân bị stroke hoặc là bị Parkinson, cũng có thể tìm đến Julie để mà được sự giúp đỡ. Số điện thoại là 714-203-5213, 714-203-5213. Fundraising, thật sự ra đó, cộng đồng Việt Nam của chúng ta hầu như tuần lễ nào cũng có fundraising hết Julie. Và vì thế cho nên cũng có rất là nhiều người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, trái tim thì rất là lớn, nhưng mà cái túi tiền của họ cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Mặc dù là cũng rất là nhiều người muốn giúp đỡ cho những hội từ thiện, tuy nhiên và cá nhân Julie thì cũng cũng hợp tác với rất là nhiều hội từ thiện. Tuy nhiên những cái công việc của chúng ta làm mà chúng ta quên mất một điều, chúng ta gửi là giúp những người bệnh nhân ở Việt Nam, những ở nơi khác, nhưng mà chúng ta quên mất một điều là ngay tại nơi mà chúng ta đang cư ngụ, nơi mà xứ sở mà đã cưu mang chúng ta, có những con em của chúng ta, có những người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta không được sự giúp đỡ tới. Tuy nhiên Julie biết sao không, nhiều khi người ta nghĩ là ô những người đó là có Medi-Cal, có sự giúp đỡ của chính phủ, đâu có cần tới mình. Điều đó Không không đúng phải, thưa không quý đúng. vị, điều đó không đúng thưa quý vị. Có nghĩa là sao, là tại vì chính phủ cũng chỉ có thể giúp được một phần nào thôi. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đang lâm vào tình trạng bị gọi là nợ nần như là lấp lấp đầy mỗi ngày. Nếu mà quý vị vào US Debt, quý vị sẽ thấy là hiện tại bây giờ Hoa Kỳ còn thiếu nợ bao nhiêu. Cứ mỗi một giây là cái số tiền nó tăng lên, thành thử ra đôi khi mà Julie tự hỏi là đến lúc mà mình về hưu không biết là mình có tiền hưu trí không đó Julie, biết không? Và vì thế cho nên quý vị ơi, đừng có nghĩ rằng con em của những người này được chính phủ bảo trợ, những chính phủ giúp đỡ cũng có chứ không phải là không, nhưng mà chỉ một phần nào đó thôi thưa quý vị. Và cũng không phải là người nào cũng có những cái resource, có những là những cái thông tin hoặc là biết những cái nơi nào để mà tìm được sự giúp đỡ, thì đây là một cơ quan mà chúng ta có thể giúp để mà duy trì những cái dịch vụ của họ, vì tất cả đều là miễn phí cho nên họ cần phải có cái sự giúp đỡ của quý vị, không riêng là những quý vị phụ huynh của các con em đã được giúp đỡ, mà những người thân, những người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, các cơ sở thương mại, những vị dân cử xin giúp đỡ cho hội này để tiếp tục mở cửa và đón tiếp những người bệnh nhân cần được sự giúp đỡ đó. Santa, Yeah, breakfast to Breakfast Santa là một trong những cái fundraising duy nhất của Không phải hay là, sao? it's actually not a fundraiser, It's not. it's just to help families. So even though chỉ một một cái bữa tiệc thôi à, Cũng không phải là gây quỹ nữa. cũng không gây gây quỹ, thì ít chui cũng không biết cách gây quỹ nữa. Thiệt ra mấy cái vé cũng miễn phí, and then chừng nào mình đòi hỏi là mình nói oh donation để cho mình continue, một cái fundraiser Julie ráng làm á, but then it didn't take off too much. It's Julie nói là cái fundraiser chỉ bằng give me five. Chừng nào ai ai mà muốn á, là lên website của mình á, là ocautism.org, mỗi tháng á, thì cái automatic withdrawal 5 đồng, giống như mỗi tháng cho họ 5 đồng thôi. Thì at least mỗi người mà có con khuyết tật, thì mình Julie có chia sẻ đó là in Orange County alone là cũng có 4.000 consumer, mấy đứa cháu bị tự kỷ ở Orange County. So let's say 4.000 người mà if everybody, mỗi gia đình cho mình 5 đồng một tháng, thì mình đủ giữ cái hội để mình làm nhiều cái chương trình cho hội lắm. So I think the small things, the real reason is that Julie không có biết làm fundraiser, Julie cũng không biết xin tiền, but just starting to learn. So I think mấy last 2 years thì mấy tụi em ráng mở gala, mà đều không biết làm gala đó, thì tốn mấy chục ngàn mà chưa kéo vô được có 20 hai mấy ngàn à, thì đủ mở tiệc thôi à. So I think I'm a therapist. I just want to be a therapist. Julie là cái người specialist để cho giúp mấy cháu bị tự kỷ. Thì Julie không có biết fundraiser, Julie cũng thiệt là cũng không biết run non-profit. Mà mình biết là there's a need in the community, so mình biết cộng đồng Việt Nam mình cần sự giúp đỡ, thì mình mới tạo ra cái hội đây. Mà thiệt ra Julie hy vọng là có cái người nào đó, hay cái phụ huynh nào đó muốn làm executive director của OC Autism. Julie là vẫn là cái người idea với cái dream, mà cũng mình mướn người để cho take care of it, and then có mướn người làm mở cái bữa Đừng tiệc dùng chữ đây mướn, đừng dùng and chữ mướn. oh
Khi mà em nói chứng minh là người ta expect là em phải trả lương. No, but that's when the goal is long term. Oh, we have okay. to. And the thing about it is that OT autism là volunteer based. Right. You could only take it so far volunteer based. Right, right. But you do have to mướn người. Mm-hmm. So Julie hy vọng là OC Autism giống như cái business nào non-profit lớn á, là giống như Red Cross họ có mấy triệu đồng, mm-hmm. họ chi phí ra. Cho nên ai mà mướn Julie là it's a lot of money. Mm-hmm. But mình không có, I've been doing it for free. Mm-hmm. Thì Julie làm free 8 năm nay rồi. Mm-hmm. So let's say mướn mình đi, ví dụ có 100,000 ấy, at least that's 800,000 of my mm-hmm. pocket, right? Mm-hmm. So I think I would tell you is that we do want to mướn người. Mm. You know, because but OC autism cần có người nào hướng dẫn để cho họ mạnh hơn, để cho có cash flow, để có, I mean, I know how to run a business, mm-hmm. but I don't run my business, my charity like a business. Mm-hmm. So mấy bạn Julie always joke around nói thì, oh, you run it like your kid's birthday party. Miễn sao cần là Julie bỏ vô thôi. Miễn sao cần là mình có bạn nó không cho mình đóng. Thì mỗi năm I struggle, mm-hmm. but I don't want to struggle anymore. Mm-hmm. Yeah. I'm sure Zali can help a little bit here and there. Okay. And I'm sure những người bạn mà đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, make sure that you tell them to watch, okay? là những người đã theo dõi chương trình và nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta, khán thính giả của chúng ta. Như Julie nói, trái tim của người Việt Nam của chúng ta lớn lắm, Julie. Yeah. Trái tim họ của khắp mọi nơi, không riêng gì California, trái tim họ rất là bao dung, rất là quảng đại và rất là bác ái, và vì thế cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng thì là mình bị bỏ rơi. Có điều là Julie chưa gõ cửa mà thôi. Ok, khi mà mình gõ cửa thì sẽ có người mở cửa cho mình. Đây là lần đầu tiên Julie nhỏ, okay, Julie Văn Châu cùng với Julie này, Julie Trần gõ cửa đến từng nhà để mà xin quý vị mở cửa để giúp cho hội OC Autism Foundation để tiếp tục duy trì những cái dịch vụ của họ, những dịch vụ miễn phí mà họ đã cung cấp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng và những cộng đồng khác nói chung trong suốt 8 năm qua. Và Julie Băng Châu cũng đã bỏ ra rất là nhiều với những cái chi phí, những cái khả năng của cô để mà giúp cho cái hội được tiếp tục mở cửa. Và chắc chắn thì là chúng ta không muốn cái hội này bị đóng cửa vì lý do là không có tiền để runs. Yeah. Không phải là về tiền không, không có tiền công mà, nữa. Uh-huh. Phải có còn nhiều có người cái vô. Sự giúp đỡ. Yeah, right. So Julie hy vọng là có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam mình á join cái committee, họ tới volunteer mỗi tuần. Nhưng để cho sắp xếp có mấy cái về tiệc đại gia. Có con em mang chứng bệnh autism thì có thể giúp để mà tiếp tục duy trì cái hội này, tại vì con mình đã có cái kinh nghiệm rồi thì mình chia sẻ những kinh nghiệm đó cho những phụ huynh họ mới có con mà bước đầu vào trong cái vai trò của một người cha mẹ, của người healthcare provider, của người bạn, của người thầy, để mà giúp cho con em mình phát triển cái trí tuệ của con em mình. Như Julie chia sẻ, cái người bệnh autism cần một người lắng nghe, cần một người để các em có thể tin tưởng, cần một người để các em có thể tìm đến và mở cái lối cho các em đi. Yeah. Mỗi lần Julie mở cái bữa tiệc, let's say breakfast with Santa, luôn luôn mình thấy gia đình tới ôm mình, cảm ơn mình, là họ nói họ tới đây họ feel very welcome. Không có ai kỳ thị, không có ai la hét gì hết. Thì lý do đó tại Julie mới có cái sức mà vẫn ráng tiếp tục. Because mỗi mình chỉ cần một gia đình cảm ơn mình thôi, hay một đứa cháu thương hâm nhớ được cái bữa tiệc đây á, thì Julie mới làm. So mình luôn luôn mỗi năm Julie nói ô chắc ráng đóng đi, because I'm tired and I can't do it anymore, mà our friends don't let me do it. You know, so I don't think you know, when you create this beast that you call this beast, it will continue to grow. And I do have faith in that. And thank you for doing it. Oh, thank Cảm you. Ơn Julie rất là nhiều, đã bỏ ra rất là nhiều công sức để mà giữ cái duy trì cái hội này trong suốt 8 năm qua. And I promise you I will help you with everything I can. Okay, Julie sẽ giúp cho Julie Băng Châu với mọi khả năng của mình để có một cái sổ ngân quỹ nào đó. Yeah, bằng cách là gõ cửa thôi, chứ cá nhân Julie cũng không có nhiều cái khả năng đâu thưa quý vị. Thì là quý vị cũng đừng có ngạc nhiên khi mà hai chị em chúng tôi đến gõ cửa nhà quý vị. Đến gõ cửa đây là không phải là mình là gõ cửa trái tim đó, qua một cái bài hát là gõ cửa trái tim, mà không phải là tình yêu thương, mà gõ cửa trái tim này với cái tình bác ái mà quý vị lúc nào cũng sẵn sàng để mà mở rộng
đón tiếp hai chị em chúng tôi trong những ngày sắp tới. Cảm ơn Julie rất là nhiều. Trong tương lai mình sẽ nói nhiều hơn về cái hội OC Autism Foundation, cũng như là những cái chi tiết thông tin mới cập nhật về cái chứng bệnh. Dạ, Julie cũng muốn cảm ơn chị Julie rất nhiều. Với đài Little Sài Gòn TV đã luôn luôn ủng hộ Julie với cái công việc của Julie trong cộng đồng Việt Nam của mình. Julie cũng có nhiều hạnh phúc để cho có nhiều cơ hội gặp gia đình với gặp mấy cháu. Cảm ơn. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kính chúc quý vị cùng gia đình một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Julie Băng Châu Diệp là 714-203-5213, 714-203-5213. Và chắc chắn rằng thì là những sự đóng góp gì của quý vị cũng đều có ý nghĩa và cũng đều được đón nhận với tất cả những cái thương yêu mà quý vị dành cho hội OC Autism Foundation, nhất là những gia đình đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin thân ái kính chào tạm biệt và luôn luôn quý vị có được sự bình an trong tâm hồn.